tiếp tục thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 21 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân phối hợp tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 36 trẻ mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kết nối đỡ đầu. Tại chương trình, doanh nghiệp thời trang Nguyễn Tùng đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thiên Trúc, sinh năm 2015, mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ đến khi cháu đủ 18 tuổi là 60 triệu đồng. 36 cháu là trẻ mồ côi cũng được nhận những phần quà chứa đựng yêu thương của các mẹ đỡ đầu. Đây là nguồn động viên to lớn, có phần hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần giúp các cháu có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn trưởng thành.